Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 28 tháng 12 trên kênh Bình Luận Viên Mai Anh Tài. Tâm điểm của nội dung ngày hôm nay đương nhiên là màn ra sân của hai đại gia Big Six, Man City và Chelsea rạng sáng nay. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua thông tin Ronaldo nguy cơ bị FIFA tước ngôi vua phá lưới 2023 hay là MU quay xe với Matthias. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi đầu tiên. Man City ngược dòng trước Everton, Chelsea thắng nhọc nhằn Crystal Palace. Rạng sáng ngày 28 tháng 12, Man City có chuyến làm khách của Everton ở vòng 19 ngoại hạng Anh sau khi nghỉ vòng trước. Với sự hưng phấn sau chức vô địch FIFA Club World Cup, đội bóng của Pep Guardiola đã chơi tấn công, gây áp lực đến đối phương ngay từ những phút đầu. Về phần mình thì tất nhiên họ chọn lối chơi phòng ngự phản công và một trong những cơ hội hiếm hoi trong hiệp 1, họ mới là người có bàn thắng dẫn trước nhờ pha lập công của Jack Harrison. Man City sau đó dồn lên tấn công thì bàn gỡ, những nỗ lực của họ được đền đáp ở đầu hiệp 2 và đến phút 53, siêu phẩm tuyệt đẹp của Foden đã giúp họ đạt được mục đích. 11 phút sau, Alvarez nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm penalty, trước khi Bernardo Silva kết liễu Everton với pha chớp thời cơ từ sai lầm của hàng thủ đối phương. 3-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Kết quả này giúp cho Man City trở lại top 4 ngoại hạng Anh với 37 điểm sau 18 trận. Đoàn quân của Guardiola hiện kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm, nhưng đá ít hơn một trận. Ở một diễn biến khác, Chelsea có cuộc tiếp đón với đối thủ khó chịu là Crystal Palace trên sân nhà. Với quyết tâm tri ân người hâm mộ, The Blues đã có màn mở điểm ngay phút 13 do công của Modric. Dù vậy, hàng thủ đội chủ nhà vẫn bộc lộ sự lơi lỏng thường thấy khi để Olise gỡ hòa cho Crystal Palace ở cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2 thì Palace là những người chơi lấn lướt hơn với lối chơi áp đặt. Do vậy, định mệnh vẫn đứng về phía Chelsea khi họ được hưởng penalty ở phút 89 để rồi Madueke thực hiện thành công mang về 3 điểm quý giá cho The Blues. Ronaldo bị FIFA tước ngôi vua phá lưới 2023. Cristiano Ronaldo có thể không phải là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023 sau quyết định gây tranh cãi của FIFA. Theo đó, 53 bàn thắng mà Ronaldo ghi được trong năm dương lịch 2023 là do anh tham gia Saudi Pro League, AFC Champions League, King's Cup of Champions, Arab Club Champions Cup và một số trận đấu quốc tế trong bóng đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, theo tờ AMC Sport đưa tin, rằng FIFA không công nhận Arab Club Champions Cup của UEFA là giải đấu lớn. Ronaldo đã ghi 6 bàn ở giải đấu này, trong đó có cú đúp vào lưới Al Hilal ở trận chung kết để giành chiếc cúp bạc đầu tiên của đội bóng vùng Riyadh. Điều này có nghĩa là FIFA sẽ không xem xét 6 bàn thắng đó, khiến tổng số bàn thắng của CR7 bị giảm xuống chỉ còn 47. Đây chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với cầu thủ 38 tuổi và những người yêu mến anh, vì việc giành được thành tích này không hề đơn giản một chút nào. Benzema nổi loạn ở Ả Rập. Cụ thể, sau trận thua Anas của Ronaldo, Benzema đã xóa hoặc tạm ngừng hoạt động tài khoản Instagram của mình. Người hâm mộ chẳng thể tìm thấy tài khoản với 76 triệu người theo dõi của anh. Kết quả trả về từ Instagram luôn là trang này không khả dụng, hoặc liên kết bạn theo dõi có thể bị hỏng, hoặc trang có thể bị xóa. Vụ việc này càng dấy lên nghi ngờ về tình trạng không thoải mái của Karim Benzema tại Ả Rập Xê Út. Theo tờ Goal, người hâm mộ Al-Ittihad nói chân sút 36 tuổi này rất lười biếng và không muốn tham gia xây dựng lối chơi. Trong khi đó, Walid Al-Fariad, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Saudi Arabia cho biết, khoảng cách giữa Benzema và dư luận ngày càng lớn, anh ta không thi đấu và chưa từng tạo ra sự khác biệt nào. Trên hết, Benzema không hề nỗ lực, như thể đang nói với khán giả rằng tôi chỉ đang vui vẻ với các bạn mà thôi. Khi CR7 đến với đất nước này vào tháng 1, anh ấy thể hiện rõ mình muốn ra sân, nhưng Karim Benzema thì không. Có vẻ như cả đội đều không thích anh ta. Benzema cũng không thoải mái, nhưng tôi không biết lý do cụ thể là gì. Al-Ittihad của Benzema đang chơi không tốt tại Saudi Pro League khi đang đứng thứ 6 và kém đội dẫn đầu là Al-Hilal tới 22 điểm. Những kết quả kém ấn tượng của Al-Ittihad khiến thượng tầng đội bóng đã sa thải huấn luyện viên Nuno Espirito Santo hồi đầu tháng trước. Đáng chú ý là ở vụ việc sa thải huấn luyện viên Nuno Santo, Karim Benzema được cho là có tác động không nhỏ, bởi cựu tiền đạo của Real đã xảy ra mâu thuẫn lớn với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trước đó. Erik ten Hag quay xe với Martial. Huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định Manchester United không có ý định bán Anthony Martial vào tháng 1, bất chấp khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ của anh. Martial đang có một mùa giải khó khăn. Tiền đạo người Pháp chỉ ghi được một bàn sau 13 lần ra sân tại Premier League. Huấn luyện viên MU tiết lộ rằng câu lạc bộ sẽ giữ tiền đạo người Pháp ít nhất cho đến cuối mùa giải. Sau chiến thắng 3-2 trước Aston Villa, khi được hỏi về khả năng bán Martial trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Ten Hag đã dập tắt những tin đồn đó
và nói với các phóng viên rằng: "Khi chúng tôi có tin tức, tất nhiên tôi sẽ thông báo, nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi." Cựu sao Monaco đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần đây của Quỷ Đỏ vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Điều này càng làm dấy lên những đồn đoán về khả năng chơi bóng đỉnh cao của cầu thủ này tại Old Trafford. Erling Haaland chuẩn bị ra mắt đế chế thời trang. Theo tờ The Sun, Erling Haaland hy vọng sẽ đảm bảo được quyền sở hữu thương hiệu EBH, viết tắt của tên Erling Braut Haaland, với nỗ lực ghi dấu ấn cá nhân vào một dòng sản phẩm thời trang. Trung phong của Man City có thể ra mắt nhiều loại mặt hàng như là xà phòng, chất khử mùi, nước hoa, trò chơi điện tử, điện thoại di động, đồng hồ thông minh, đồ trang sức, ô, bình nước, kính râm, bóng tập yoga và quần thể thao. Haaland nổi tiếng là người đam mê đồ ngủ, đặc biệt là đồ lụa. Anh từng mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đến dự lễ ăn mừng chức vô địch Premier League của Man City mùa trước và cũng đã diện một bộ trang phục dạ hội của Dolce & Gabbana trong thời gian gần đây. Trong khi chờ đợi phán quyết đối với nhãn hiệu tên viết tắt của bản thân, Haaland sẽ tiếp tục quá trình hồi phục sau chấn thương. Tiền đạo chủ lực của The Citizen sẽ dự kiến quay trở lại trong đầu năm 2024. Bayern Munich chiêu mộ Varane. Để đối phó với bài toán nhân sự trong tháng 1 tới, Bayern Munich đã sẵn sàng chi ngân sách chiêu mộ trung vệ Raphael Varane. Ở mùa giải này thì Raphael Varane không còn là sự lựa chọn số 1 của MU ở trung tâm hàng phòng ngự nữa. Theo truyền thông Anh, Quỷ Đỏ đã sẵn sàng để trung vệ người Pháp ra đi trong tháng 1 tới. Cá nhân Varane cũng muốn rời sân Old Trafford để được thi đấu thường xuyên. Theo thông tin được tờ Sport Tây Ban Nha đăng tải, Bayern Munich đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Varane. Mùa này thì Bayern luôn đối mặt với bài toán khó giải ở hàng thủ khi mất nhiều cầu thủ vì chấn thương. Chưa kể vào tháng 1 tới, hùm xám xứ Bavaria sẽ thiếu vắng Kim In-jae và Nusay Marawi. Bộ đôi này nhiều khả năng sẽ phải trở về phục vụ trong màu áo đội tuyển quốc gia tại Asian Cup và AFC Cup. Giám đốc thể thao của Bayern Munich, ông Christoph Franz, mới đây đã xác nhận rằng sẽ đón hậu vệ mới khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1. Trong bối cảnh đó, tờ Sport cho rằng hùm xám đã sẵn sàng chi 20 triệu euro, tương đương với 17,3 triệu bảng để đón Raphael Varane. Văn Lâm và Hoàng Đức dính chấn thương trước thềm Asian Cup. Huấn luyện viên Philippe Chu không thể không lo lắng khi Văn Lâm và Hoàng Đức đồng loạt dính chấn thương ở vòng 8 V-League chiều tối ngày 27 tháng 12. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Văn Lâm và Hoàng Đức là như thế nào, nhưng đây là thông tin đáng lo ngại trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam sắp hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Cả hai ngôi sao này đều có tên trong danh sách tập trung được huấn luyện viên Chu công bố cách đây ít ngày. Trước Hoàng Đức và Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Linh, Thành Trung và Duy Mạnh cùng dính chấn thương với các mức độ khác nhau. Vì vậy, sau vòng 8 V-League, huấn luyện viên Chu không thể không lo ngại. Trong danh sách sơ bộ được công bố cách đây ít ngày, thì huấn luyện viên Chu đã triệu tập 34 cầu thủ. Dự kiến vào ngày 31 tháng 12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu, khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery.